Xin chào bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Khôi Ngọc Nhiều bạn sẽ thắc mắc một điều là Nếu như hãng khá khác cũng sản xuất Airpods Pro như Apple thì sao? Câu trả lời hơi khó Tuy nhiên thì Lenovo họ đã có một cái đáp án đây Đó là Lenovo Livepod Một cái sản phẩm mà mức giá nó chỉ còn tầm là 400 nghìn Hơn 400 nghìn một tí thôi Và thực sự thiết kế của nó cực kỳ giống Airpods Pro thôi Khi các bạn nhìn vào mặt trước nhé Được của nó mức giá thì rẻ hơn rất là nhiều còn chi tiết hơn đấy, nó dùng như thế nào, chất âm như nào, hôm nay mình sẽ gửi đến bạn một cái bài đánh giá nhé Đặc biệt là khi mức giá của nó sẽ chỉ có tầm 400 nghìn thôi Quá hời đúng không? Quá lời thôi anh em ơi Và sản phẩm này mình thấy rằng rất nhiều bạn cũng đang quan tâm thời điểm hiện nay Ủa? Đầu tiên ấy, thì mình thấy cách đóng hộp của cái chiếc Lenovo Livepod này ấy, Các bạn nhìn thấy rồi đúng không? Nó sẽ dùng vỏ đó chính là giấy tái chế Và thực sự là cách đóng hộp của nó không quá cao cấp Đây cũng là một điều dễ hiểu thôi mình đã gặp rất nhiều những cái mẫu tai nghe ở trong tầm giá này rồi, cũng khoảng tầm bốn trăm nghìn, mà nó không quá cao cấp ở mặt đóng hộp. ví dụ như cái em 7 ấy hộp nó cũng kiểu kiểu như này đấy. và trong này thì các bạn sẽ có một cái rắc đi kèm, rắc tai xì nhá, và hai cái tít tài ở đây. cơ bản là nó không có quá gì nhiều. nói chung là cái đóng hộp của nó khá đơn giản, mình sẽ không đề cập nhiều. phần hộp thì vậy, còn đây sẽ là chiếc Lululemon Airpod mà mình đã muốn giới thiệu với bạn ạ. thực sự mà nói ấy, thì mình thấy rằng cái vỏ ngoài của nó nó không quá cao cấp đâu các bạn nhìn thấy không nhựa nó sẽ là nhựa bóng này và có một điểm đặc biệt đấy mặc dù thiết kế nó hao hao như kiểu chiếc uh, Apple Pro tuy nhiên con này lại đứng được các bạn nha đứng được bằng chân luôn và cái phần chân của nó sẽ được làm kiểu là hơi vuông một tí khi mà những đường góc cạnh ấy, nó sẽ được làm dạng thẳng như kiểu hình chữ nhật vậy tuy nhiên ấy, thì mình thấy rằng cái chất liệu của nó không quá cao cấp đâu như bạn nhìn thấy ở đây và như bạn thấy ở cái phần cổng sạc của nó ở đây nó sẽ không quá là khít vào với cái phần vỏ nhựa ở đây tạo ra một cái khe hở nhất định Tiếp theo đó là những cái phần bản lề cũng như là những cái chi tiết độ hoàn thiện của nó ấy, thì mình thấy rằng nó không làm thực sự là tốt ở đây. Chúng ta vẫn cảm thấy là những cái độ g nhất định cũng như là những cái chi tiết của nó ấy, thì có thể gọi là nhìn nó hơi rẻ tiền một tí các bạn ạ. Nhưng mà đây cũng là một điều dễ hiểu thôi. Nhưng mà tất nhiên chúng ta cũng sẽ có một điểm cộng đó chính là trong tầm giá 400.000 mà các bạn đã có một cái mẫu tai nghe với cổng sạc đó chính là cổng sạc C rồi. Mỗi chuẩn sạc có thể coi là khá phổ biến thời điểm hiện tại. Các bạn có thể dễ dàng sạc từ những thiết bị như kiểu điện thoại, sau đó là những cái thiết bị khác ví dụ đồng hồ chẳng hạn. Đấy. Và ở đây ấy, thì nó cũng sẽ ghi sẵn một số thông số nhá. Ví dụ như kiểu là cái viên pin của nó sẽ là 300mAh rồi sau đó những thông số khác, tính kèm cả đốc sạc cũng nhà case nữa. Ngoài ra mình thấy rằng ấy, phần bản lề của em này cũng khá là ổn. Nó có phần bản lề hít này. Tuy nhiên thì vẫn lại nói về phần chất liệu hoàn thiện đi khi mình nhìn vào bên trong ấy, Nhìn nó cứ kiểu tấu hại kiểu gì các bạn ấy. nhìn nó khá là buồn cười. Và cái phần tai nghe đây khi các bạn gỡ ra nha chúng ta cũng sẽ có những phần đèn led nhìn nó sáng này Xanh, đỏ, tím vàng các bạn biết giống cái gì không? Giống như mẫu tai nghe giá rẻ, đấy Nhưng mà thực sự là cái phần này nó nhìn hơi ức chế một tí Và khi các bạn sờ vào những phần viền tai nghe này nhá, nó sẽ thấy độ G nhẹ Nhưng mà cá nhân mình cảm nhận đấy khi mà chúng ta đeo vào thì nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đâu Ngoài ra em này còn có một điểm cộng nữa, đó chính là nó sẽ có chuẩn kháng nước IPX4 mối chuẩn mà vừa đủ để cho các bạn có thể dùng những cái thao tác như kiểu là tập thể dục thể thao hay là những cái thao tác khác như kiểu là chạy bộ dưới mưa dưới mưa nhẹ nhá chứ không mưa to đâu mưa to thì toàn mất đấy nói chung cơ bản đây là một cái tai nghe có thiết kế cũng như là cái mức giá của nó theo mình nghĩ là gọi là tạm ổn thôi chứ không có quá nhiều điểm để nói đây còn bây giờ thì mình sẽ nói về phần cảm giác đeo nhá cụ thể khi mà bạn đeo vào cá nhân mình thấy nó khá thoải mái nó không bị cấn tai hay gây khó chịu đâu mặc dù phần viền của nó cá nhân mình thấy là hơi gờ lên nhiều nhưng thực tế khi vẫn đeo ấy thì nó có sẽ có một cái khả năng cách âm thụ động nhất định nhá và các bạn chỉ bật khoảng tầm 50% thôi như kiểu ngoài trời mưa có rào có tối mấy các bạn ngồi dưới mái tôn nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cái trải nghiệm của các bạn nói chung với một cái mẫu tai nghe tầm giá khoảng tầm 400 trăm nghìn mà có khả năng cách âm thụ động nói chung là ok như này ấy, thì cho mình nghĩ đây là một cái sản phẩm hiếm hoi mình được trải nghiệm và tất nhiên rồi nếu bạn nào muốn mua ấy, thì link mình đã mua ở bang rồi mình sẽ để bên dưới phần mô tả nhá. Mức giá nó chỉ khoảng tầm là 17 đô, tính ra đâu đó nó cũng khoảng tầm là 410 000 thôi. Mức giá theo mình nghĩ là nói chung là cũng khá là ổn rồi, không quá là cao. Còn bây giờ thì mình sẽ đánh giá về phần chất âm nhá. Cụ thể thì với em Lenovo lipo này cá nhân mình thấy rằng âm bass của nó hơi đục một tí và đập nó có phần thiếu lực. Những cái giải mid hay chép thì cá nhân mình thấy là ổn. Bật mắc âm lượng thì mình không thấy là nó quá chói đâu. Cảm giác nghe vẫn rõ ràng có độ chi tiết nhất định. Tuy nhiên thì cảm giác giọng ca sĩ nó hơi xa tai một chút các bạn Như kiểu là nó hát từ tận đầu tận đầu xong rồi vọng vào tai mình ấy còn về độ delay thì sao? Cá nhân mình thấy rằng em này nó sẽ có một độ delay nhất định nhá Và không khuyên các bạn là mua em này để về chơi game đâu Bởi vì nó có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm bạn như kiểu khi bạn bắn súng Mà khoảng tầm một không phẩy một đến không phẩy hai giây sau Thì nó mới vọng lại tiếng bắn súng ảnh cho các bạn Thì mình nghĩ rằng đây không phải một trải nghiệm tốt không phải một cái mẫu tai nghe chuyên để chơi game mà nó sẽ hướng đến nhu cầu nghe nhạc là nhiều hơn những loại nhạc nhẹ. cá nhân mình nghĩ thì đây là một cái mẫu tai nghe nó không tập trung vào khả năng chơi game mà nó hướng đến cái nhu cầu nghe nhạc nhiều hơn. đặc biệt là những loại nhạc nhẹ, những loại nhạc mà bass nó không quá nhiều mà cần phải đập có lực đâu, chỉ cần vừa đủ thôi. còn về khả năng đàm thoại ấy, thì mic của em này thu lại nó không quá là tốt. tiếng nó sẽ hơi nhỏ một tí và các bạn ở đầu dây bên kia ấy, sẽ phải bật mắc, mắc loa lên thì mới có thể nghe được tốt được. còn về thời gian sử dụng ấy, thì pin của nó sẽ ở mức khoảng tầm ba giờ sử dụng kết hợp với cây ấy, thì sẽ được khoảng tầm 12 tiếng thực sự đây là một con thời số rất ấn tượng khi các bạn như kiểu là nghe bình thường nhá chúng ta trên một chuyến đi xe chúng ta nghe vậy cứ khoảng tầm là 3 giờ theo mình nghĩ là ổn nói chung là không quá trâu nhưng mà vẫn vừa đủ để trải nghiệm nó sẽ tương tự như ở những mẫu như kiểu Airpods chẳng hạn đấy và đó là những cái gì mình muốn gửi đến bạn trong cái video ngày hôm nay cá nhân mình thấy thì đây là một cái sản phẩm thiết kế thực sự bên ngoài cũng nhà đồ hoàn thiện của nó ấy. Uhm. Mình thấy rằng nó không quá là cao, tuy nhiên về mặt chất âm trong tầm giá 400.000 thì mình thấy rằng nó khá là ổn Khi mà để nghe những loại nhạc nhẹ cũng như là để kết nối với những cái điện thoại Các bạn nghe cũng như là chất âm của nó, độ chi tiết mình thấy khá là ổn Tuy nhiên những cái âm bass thì thực sự là nó không quá ấn tượng đối với mình Đây cũng là một điều dễ hiểu thôi, với mức giá chỉ có tầm 400.000 Mà đây lại là một cái mẫu tai nghe True Wireless ấy, thì nó khó lòng mà đáp ứng những điều đó Và các bạn nghĩ sao về cái sản phẩm chiếc tai nghe Lenovo Livepod Pod này thì mức giá 400 000 các bạn có sẵn sàng mua không? Và tất nhiên nếu bạn đã muốn mua ấy, thì link bài good mình sẽ để bên dưới phần mô tả nhá. Mua nói chung là cũng nhìn cũng khá là hay đấy. Và nhớ bấm like và subscribe để ủng hộ mình nhá. Và mình sẽ tích cực mua những cái mẫu tai nghe nó nói chung là nó lạ lạ như này để gửi đến bạn các bài review. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Nhấn like cũng là subscribe nhá. Bye. bye.